Hello, chào mọi người nha. Chào mọi người đến với kênh Thiên Si TV và mình là Thiên Si đây. Hiện tại thì kênh YouTube của mình cũng sắp đạt được cột mốc 20.000 người đăng ký rồi mọi người ơi. Thì cũng sắp hết tháng rồi. Nếu trong tháng 8 này mình đạt được cột mốc 20.000 người đăng ký sớm á thì mình sẽ tạo một cái event đó là 200.000 kim cương cho mọi người tham gia nha. Và để tri ân mọi người á thì trong video này bạn nào đoán đúng được là có bao nhiêu nhân vật xuất hiện trong video thì mình sẽ tặng cho mỗi bạn là 465 kim cương cộng với lại là một cái thẻ vô cực nha. Luật chơi rất đơn giản, chỉ cần mọi người xem hết video không tua, like và đăng ký kênh giúp mình và comment để like đi cho mình là được nha. Hiện tại đang là cuối tháng cho nên là shop Thiên Si của mình đang có chương trình ưu đãi nha mọi người. Hiện tại tỷ lệ ra kim cương của shop mình đang là 100% luôn nha. Quay thì chắc chắn sẽ ra luôn. Và tỷ lệ nổ hũ đang là 96%, mọi người tranh thủ tham gia trong cuối tháng này nha. Còn bạn nào đứng top 1 cho đến top 5 á thì mình sẽ kết bạn trực tiếp và tặng kim cương cho từng bạn luôn nha. Top 1 đang là 50.000 kim cương và 5 triệu tiền mặt. Mọi người tranh thủ đua top nha. Và bạn nào đang có nhu cầu mua bán app Free Fire á thì cứ liên hệ qua Facebook hoặc Zalo cho mình nhé. Link và số điện thoại Zalo mình có để dưới phần mô tả. Mọi người chỉ cần nhắn tin mua hoặc bán app để được tư vấn nha. Này, khi nào mày định có người yêu đấy thằng kia? Mày định suốt ngày kiếm hai đứa tao chơi game cùng hả? Đúng rồi, hồi trước thì được, chứ bây giờ bọn tao có người yêu cả rồi, không có nhiều thời gian chơi với mày nữa đâu. Chứ giờ biết sao được, tao cũng cố gắng lắm rồi mà chả thích ai cả. Từ khi chia tay người yêu cũ tới giờ tao ghét chơi với con gái lắm nên khó kiếm người yêu quá mẹ. Tần tao làm mai con em gái tao cho không, cứ kén thì cho mày ế bình vững luôn đó nha. Thôi đi mày ơi, con em gái mày giữ như gì ấy, quen xì tao sợ chưa được hai hôm xì chạy mất dép rồi. Hai đứa bay làm mai đứa nào cũng giữ như hổ ấy, bảo tao quen thế nào được với cả mai mối gì tầm này. Chơi thân ba đứa mà giờ hai đứa tao có người yêu rồi, mày xem lại mày đi. Bọn tao ngày nào cũng bảo mày tìm người yêu mà mày có giống đang tìm không? Đúng đó, lúc nào cũng chỉ chơi với mấy thằng con trai, có mỗi hai đứa tao là con gái. Nhiều lúc tao còn tưởng mày bị BD rồi cơ đấy. Tao mà BD thì cả thế giới này không còn thằng con trai nào đâu. Người yêu chứ có phải là trà sữa đâu mà muốn là có được. Người yêu mà mua được chắc hai đứa tao cũng mua cho mày rồi đấy. Mày có phước lắm mới có hai đứa bạn uy tín như tụi tao. Thôi người yêu tao gọi ra chơi cùng anh ấy rồi, chắc tao ra trước đây. Tao cũng thế, người yêu tao hẹn độ rồi, tao cũng ra chơi cùng anh người yêu cùng xe của tao đây. Thế tao cũng ra chơi với bé người yêu tao đây, bye bye. Ủa, mày có người yêu nữa hả? Không có thì đi kiếm nè, đi ra chơi với người yêu tương lai. Biết đâu ghép gặp cô gái nào cute, thế là có bồ thì sao? Mình phải đi kiếm người yêu đi dằn mặt mấy đứa bạn mới được. Độc thân cũng vui phết đấy chứ. Có cần nhất thiết phải kiếm người yêu không? Đợi đợi đi, Thiên Si này sẽ có người yêu trong một nhóm nhạc. Mà tính ra mấy đứa bạn mình một năm 12 tháng mà nó có hết 11 anh người yêu rồi. Vậy là hạnh phúc dữ chưa? Còn đối với mình chỉ cần một em người yêu là đủ. Chứ kiểu như đó thật là không nuốt nổi. À mà quên, nãy chị Hai nhắn bảo có tin tốt muốn nói với mình. Không biết là tin gì nữa, tò mò ghê á. Mới vừa nhắc máy đã xin vào luôn này. Hello em trai của chị, nãy giờ đợi chị có lâu chưa? Em vừa từ đảo kết nối ao ra thôi. Mà chị có tin tốt gì muốn báo với em thế? Từ từ đã, việc gì phải vội. Ủa chị Hai, mà đây là ai vậy? Bạn chị hả? Xin trân trọng giới thiệu với em, đây là người yêu chị. Sao, thấy đẹp trai không? Cái gì? Bà chị ế của tôi bây giờ cũng có nhiều rồi sao? Tin tốt của chị có nhiều thôi đấy hả? Ủa, chứ mày không thấy mừng cho chị mày sao, cái thằng nhóc này? Hello em nhá, anh đây là Duy, người yêu mới của chị em. Hy vọng anh em mình hòa đồng với nhau nhá. Kìa Si, không biết chào lại người yêu chị hay sao, chị giận bây giờ. Dạ, em chào anh nhá, em thấy anh cũng dễ thương. Mà anh Duy ơi, em bảo trước nha, bà chị em hung dữ lắm ấy, anh cẩn thận nha. Này này, mày hại chị hả? Chị mới có người yêu á, đừng có phá hạnh phúc của chị coi cái thằng này. Chị Hai em dễ thương mà, không sao. Anh yêu con người và tính cách của chị em nên có giữ đến mấy anh cũng chịu được mà. Tự dưng bị ăn cơm chó luôn. Thôi vô đi em, để chị phát cơm chó cho. Anh ơi, ngồi xuống chụm đầu với em nè. Dạ, hơi lắc, bé đợi anh xíu nha. Gì vậy chị Hai? Bắt một đứa không có người yêu như em chơi cùng, muốn em ghen tị chết luôn hay sao đấy? Đâu đâu, chị đang giúp mày có động lực tìm người yêu đó, cố lên nha. Chị tin thằng em trai của chị sẽ có người yêu sớm thôi, gán đi. Không biết chị giúp em thật hay là cà khịa em nữa. Không sao đâu, thì anh ra giới thiệu cho vài em gái cute làm quen có người yêu ngay ấy mà, việc gì phải lo. Khoan khoan, tự nhiên em thấy lo cho anh hơn đó. Ủa sao phải lo cho anh có chị em rồi mà ta. Anh còn dám nói nữa hả? Cái gì mà mấy em gái cute, mấy con đó là con nào? Khai nhanh trước khi quá muộn, anh muốn tối ngủ gầm cầu không? Chết, anh quên, anh xin lỗi, mấy đứa em quân đoàn thôi, anh không có ý gì hết, đừng giận anh mà. Đấy, ai bảo có nhiều là sướng đâu không thấy. Chỉ thấy 365 ngày là ngủ gầm cầu hết 300 ngày mất rồi. Nhìn vậy thôi chứ, có bé người yêu bên cạnh vui lắm. Em thử có người yêu đi Si, anh nói không sai đâu. Mà sao anh tán thương bà chị khó tính của em thế? Khó tính cái đầu mẹ ấy, cho chị buồn đi ghép, ai ngờ gặp Duy đang khó chịu trong người. Vậy là hai đứa đấu khẩu mãi thôi, không hiểu từ bao giờ quan tâm nhau, vậy là yêu thôi. Đúng rồi, bọn anh đang hạnh phúc lắm, em lo có người yêu đi nhé. Thôi em chịu ấy.
Em ơi, lại đây anh cho đồ nè. Thôi, đồ em nhiều lắm rồi, anh lại đây em cho ít keo xài nè. Đồ của anh cứ giữ đi, em không lấy đâu nha. Anh phải nhường em chứ, không qua đây lấy là anh giận đây. Yêu bé nhất, lấy đồ nhiều làm y tá cho anh nhá. Thôi, hai người đừng phát cơm chó nữa được không? Không ai lấy thì để em lấy hết cho. Ơ kìa, cái thằng này, hai anh chị đang tình cảm, mày đừng có phá coi. Không có người yêu thì ra chuồng gà chơi ên đi em trai. Tình nghĩa chị em có chắc mình lâu. Ngày nào còn em trai quý kiếm nhiều cho chị. Bây giờ bà có nhiều rồi, đuổi mình không thương tiếc luôn. Đúng là chị em cây khế mà. Có giỏi thì đi kiếm người yêu khoe với chị đi. Được thôi, em đi kiếm liền nè. Quá đơn giản với em luôn. Em muốn gì mà chả có, mỗi tội nhiều là không có thôi. Anh ơi, anh có yêu em nhiều không? Yêu em nhất, được chưa? Dạ, em cũng yêu anh nhất. Yêu anh nhất đồ đó, sau này chia tay đừng có kiếm em mà khóc nha. Em dặn trước rồi đó. Cái thằng này, chị với Di không bao giờ chia tay. Còn yêu lâu dài kìa đứa em trai ế chứ. Chị hai ơi, chị hai số 1, em khen rồi đấy, chị đi hồi xin em giùm đi. Thôi khỏi khen, kêu người yêu của em cứu đi, chị không liên quan. Ơ kìa em quên rồi sao, Si làm gì có người yêu chứ. Chị hai đã khen em rồi, sao xung quanh em ai cũng có nhiều thế. Có nhiều thì sao chứ, không có nhiều thì em cũng đâu có chết được. Thôi để anh cứu cho, do chị em hết xu chứ không có ý gì đâu. Em với Si chị em thân nhau nên dở vẻ, anh yên tâm không có gì đâu. Em cảm ơn anh hai nhiều nha, có xu là cứu em ngay, không xấu tính như chị hai em. Tối ngày chỉ biết chọc chị thôi, hết trận này chị ra chơi thêm hai với anh người yêu nha, mặc kệ em tới Si. Chị không chơi với em thì em đi ghép, em sẽ mang về một cô người yêu xinh hơn cả chị luôn. Được thôi, nào có người yêu dằn mặt chị đi rồi tính hết nhóc con. Hai chị em có khác, tính hơn thua như nhau. Anh nói ai hơn thua chứ? Dạ anh nói chị mình đừng giận anh nha. Em ơi có địch kìa, em cẩn thận nha. Rồi xong, này thì bám lấy nhau bỏ em này, chừa nha. Qua bắn tiếp chị đi, còn đứng đó nói nhiều nữa. Cứu anh với, nó bắn sau lưng anh không thấy. Không có em là không top 1 được đâu. Rồi, em trai của chị mà gồ được chưa, qua phụ chị lẹ. Em bắn yếu rồi, chị công đi. Chị nghe lời mày đó nha, chị mà gục là lỗi của mày hết. Ủa gì kỳ vậy trời, chị không đổ thừa người yêu chị ấy, sao cứ kiếm chuyện với em là sao? Người yêu cu te của chị sao chị nói la được chứ, ai kêu em không có người yêu, gán nghe chị chửi đi ha. Chị có tin là em không kiếm người yêu chị luôn không? Rồi, chị xin lỗi được chưa? Mà Si ơi, em bắn hay vậy mà không có người yêu tiếc thật, anh mà là con gái chắc yêu em mất thôi. Si chắc nó bê đê rồi, anh thích không, em làm mai cho. Thôi, hai người tha cho em đi, nghĩ sao mà em bê đê vậy trời. Cứu chị với Si ơi. Đấy, thấy chưa, bắn không là bắn, cứ lo cà khịa em, giờ ngục cả đôi. Tại địch đông thôi, chứ không phải do người yêu chị gà đâu nha. Sao chị là chị của em mà mở miệng ra câu nào cũng binh nhiều hết vậy. Người yêu chị số 1 chứ sao. Đấy, thế em cho hai người chết luôn, ngồi đấy mà coi em bắn, tha hồ mà tình cảm với nhau. Em trai yêu dấu của chị biết chắc sẽ cứu chị mà, làm sao mà bỏ chị chết được. Thôi em đi leo gan đây, hai anh chị đi chơi thêm hai đi nhé. Sao em không ở lại chơi cho vui, chơi một mình buồn đấy. Thôi cho nó đi kiếm người yêu đi anh, mình đi ra chơi thêm hai nha anh. Đúng rồi, em sợ ăn cơm chó của hai người lắm rồi, cho em xin chút bình yên đi. Do em chọc Si miết nên nó sợ chơi với tụi mình luôn rồi. Không sao đâu, anh bảo kê cho, chị hai không chọc em nữa đâu. Thôi em cảm ơn anh hai nhé, em có hẹn với bạn leo ranh rồi. Vậy anh với chị ra nha, em chơi vui vẻ nhé. Bye em trai, chúc em sớm có người yêu nha. Chịu chơi hai mình luôn đấy, đã ra rồi mà còn gán chúc mình sớm có nhiều nữa chứ. Đã thế thì mình đi ghép kiếm nhiều chứ biết sao giờ. Mình linh cảm là trận này sẽ ghép chúng một bạn cực kỳ cute luôn. Mà thôi vào đã. Ôi gặp bạn nữa thật này, đáng yêu quá, lại làm quen mới được. Chào bạn nha, cho mình làm quen nhé. Trời ơi, con trai gì mà gặp gái là sát lại làm quen liền thế. Này tên kia, mày có lòng tự trọng không vậy? Mê gái vừa thôi chứ. Cái gì vậy trời, đúng là không có nghiêu là một lựa chọn sáng suốt. Con gái thì khó hiểu mà. Cậu nói cái gì chứ, tránh xa tôi ra dùng cái đi. Này, tôi chào hỏi lịch sự với cô, làm gì mà thái độ vậy? Thấy nãy giờ tôi không nói, cô định làm tới hả? Tôi không rảnh chấp nhận loại con trai như anh. Này, tên kia, biết điều thì nhảy cổng trời cho tôi xin cứu đi lại lên. Nhìn cô yếu đuối như vậy mà đòi nhảy cổng trời á, tôi có nghe nhầm không đấy? Nhầm gì mà nhầm, bộ con gái là không được nhảy cổng trời hả? Cậu vô lý vừa thôi chứ. Xin lỗi nha, nhưng mà tôi đang leo ranh, không nhảy cổng trời được. Gà thì nói gà đi, bày đặt leo ranh không nhảy được cổng trời, cậu nhảy cổng trời cho tôi, nếu không tôi phá trận này đó. Ủa, cô lạ ghê, tôi đã bảo là tôi đang leo ranh rồi mà, sao cứ bắt nhảy cổng trời vậy? Leo ranh thì solo đi, bắt gì ghép ngẫu nhiên, tôi không biết đâu, rồi tôi muốn xin cứu đấy thì sao? Kệ cô vậy, tôi không quan tâm. Mày dám, mày được lắm, không yên với tao đâu. Trời, sống 18 năm trên đời, lần đầu tiên mình thấy cô gái vô lý đến vậy. Thì sao, chưa thấy thì bây giờ thấy. Với cả tôi vô lý chỗ nào, chơi game mà nhảy chỗ vắng thì chơi làm gì, xóa game đi. Tôi không rảnh đôi co với cô, tốn sức. Chắc tôi thèm đôi co với cậu đấy, ao trận mà không bị chú uy tín là tôi ao rồi nhá. Đúng là đồ đáng ghét. Hình như mình chơi game quên coi ngày hay sao ấy, mà toàn gặp thứ gì không. Chơi game mà cũng bày đặt ngày tốt ngày xấu nữa hả, não của có bình thường không vậy tên kia. Con mới là người không bình thường ấy, vừa gặp đã kiếm chuyện là sao vậy ta.
Ui, có địch luôn này, mình đúng là may mắn mà, lại sắp có một kill rồi. Này thì sắp có một kill. Này, tên kia, vừa phải thôi chứ, tôi đang bắn mà KS là sao? Cô nhìn sao mà tôi KS của cô vậy? Tính ra lúc tôi bắn chết địch là cô chưa bắn được viên đạn nào ấy. Ghép vào cậu đúng là xui xẻo mà, làm ơn tránh xa tôi ra chút. Đúng đúng, cô cũng là tránh xa tôi ra đi, chắc tôi cần lại gần cô đấy. Vừa vô duyên rồi bắn gà nữa, chỉ biết cái SQ của tôi, anh mà là con trai hả? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là từ đầu trận tới giờ mất mới gì có bắt bẻ tôi hoài vậy. Tại tôi không thích con trai các ngươi, toàn lừa dối thôi. Rồi, tôi hiểu lý do rồi, cô mới bị bồ đá đúng không? Bồ đá cái đầu cậu ấy, hết yêu nên chia tay thôi. Hết yêu thì chia tay thôi, tại sao lại ghét con trai chứ, có liên quan gì đến nhau đâu. Nên nếu cô đỏ cắm sừng tôi, lại chả ghét à? Thì ra là cô bị cắm sừng, chúc mừng cô nha. Đầu óc cậu có vấn đề hả, người ta chia tay mà chúc mừng. Cô phải vui lên chứ, vì nhận ra bộ mặt thật của cậu ta. Không tốt thì sao phải tiếc chứ, với cả con trai đâu phải ai cũng giống với cậu ta. Không, tất cả con trai các ngươi đều như nhau, chả có ai ngoại lệ cả. Rồi mắc gì dành nấm với tôi chứ? Nhưng tôi muốn ăn cây nấm này, cậu đi ra chỗ khác đi. Cô có ổn không? Tôi đến trước thì ăn thôi, phải nhường cho cô mới được hả? Đúng là con người khó ưa mà. Sao cũng được, tôi không cần cô ưa đâu. Hết trận thoát khỏi cô là mừng không hết đấy chứ. Có giỏi thì ao đi, nói tôi làm gì? Ao chịu uy tín của tôi sao? Tôi đâu có ngu đâu chứ. Còn làm hành động bẫy cà khịa nữa, tưởng làm vậy là hay hả? Nhìn mặc bộ đồ phèn, không có nổi chế tác bẩy là thấy gà rồi. Không có hành động bẩy, không cùng đẳng cấp vì tôi đâu. Tôi có mỗi hành động này, xài đỡ được không? Á đủ, hành động bẩy mới nhất luôn, chắc là cậy kết nạp rồi, đúng là trẻ trâu mà. Vậy mà cũng nghĩ ra được, trí tưởng tượng của cô bay cao bay xa thật đấy. Cậu quá khen rồi. Cô có giỏi thì ở trên xe đi, xuống chị. Cậu được lắm, bắn xe tôi thì chết đừng hòng tôi cứu. Cứu tôi với, đứng đây làm gì, có địch kìa. Quả của việc bắn xe tôi đó, nằm đấy mà tận hưởng từ từ đi cưng. Cô nói nhiều quá, tôi phân tâm nên mới chết đấy, chứ tôi cần cả tem nó còn được. Nói hay quá, tỉnh dậy bắn đi chứ, nằm ở đấy làm gì. Tôi thôi, cứu tôi đi, đảm bảo top 1 mà. Tôi cũng muốn top 1 nên cứu cậu, nên cảm ơn tôi chân thành đi. Cảm ơn cô, được chưa? Hy vọng trận sau không gặp lại cậu, chứ cãi nhau tôi mệt quá. Tôi cũng vậy, hy vọng không bao giờ gặp lại cô. Vừa đánh đá, vừa khó tính, lại còn hay bắt bẻ nữa. Chắc tôi thèm ngập cậu chắc, vậy nha, mãi mãi không gặp lại. Đi ghép ngẫu nhiên kiếm yêu cô ta, mà gặp kiểu này chắc độc thân tiếp rồi. Đứng ở đó nói xàm nữa, lo đi bắn đi. Ok thôi, cũng sắp hết trận rồi. Đi ghép mà gặp người như cô ta hoài chắc mình trầm cảm mất. Bởi vậy, đâu phải mình không muốn có người yêu đâu. Tại số mình đã thế rồi. Đi ghép gặp mấy đứa đanh đá kiểu này hoài chắc chết. Đúng là độc thân vẫn mãi đỉnh, để mời thằng bạn thân vào chơi còn vui hơn. Đâu rồi ta? À đây rồi, vào đây đi thằng bạn thân yêu dấu của tao. Mời bố mày vào đây có việc gì? Bánh anh 9999 in cơ rồi nói chuyện với anh. Đỡ rồi đó, bạn bè chơi với nhau. Mời vào thì mày phải biết hello, xin chào chứ. Tao với mày chơi thân chắc cũng được 5 năm rồi. 9999 im cương cũng không cho được, sao gọi là anh em? Thôi, tao đang cộng, không có tâm trạng giỡn đâu. Sao, có chuyện gì, kể tao nghe. Vào trận đi, rồi tao kể cho. Thì nãy chán quá, định đi ghép kiếm em người yêu. Ai ngờ, gặp con nhỏ đanh đá, vừa khó ưa nữa. Mày thấy số tao đen chưa? Trời ơi, không nói tao, cái gì chứ khái tao không thiếu. Mày muốn mấy em nói luôn, tao búng tay một cái xếp hàng cho mày lựa. Tao chỉ cần một em người yêu cute, yêu lâu dài thôi. Chứ mỗi ngày một em như mày thì tao thua. Việc gì phải căng, tao nói mày nghe. Còn trẻ còn đẹp trai thì mỗi ngày một em cho nó sướng. Huống chi nhà giàu, giọng hay như mày không yêu mỗi một em thì phí quá. Thôi tao xin đấy, chỉ có mày mới yêu được như vậy. Chứ tao sợ làm con gái buồn lắm. Thế bây giờ mày muốn bọn con gái buồn hay mày buồn? Mày phải nghe tao, tốt với bọn con gái quá. Bọn nó cắm cho vài cái sừng thì đưa cả ra. Mà người yêu hiện tại của mày là ai vậy? Tao hiện giờ thì làm gì có người yêu chứ, cứ thong thả mập mờ thôi, vui vãi mày ạ. Mà quay lại chuyện chính đi, hôm nay mày khó chịu là vì cái con nhỏ khó ưa ghét ngẫu nhiên gặp á hả? Đúng rồi, tao tưởng em nào cute lắm, ai dè, chưa gì hết đã chửi tao, vô lý vãi. Biết đâu duyên phận thì sao, không khéo lại yêu nhau. Thôi, thay giùm tao cái đi, yêu ai cũng được, trừ cái con nhỏ đó ra. Ra đây đi xe với tao nè mày ơi. Mà bộ mày thích tao à si, thường xuyên rủ tao chơi tem 2, còn không thích chơi với cái lạ nữa chứ, tao hoang mang quá. Mày có thôi đi không hả? Giới tính của tao còn thẳng hơn cả mày nữa đấy. Nghĩ bậy bạ tao chửi đừng có khóc như mày. Đùa mày thôi, chứ tao biết mày thích tao thật. Nghe mày nói mà tao lạnh cả người luôn đấy. Tao sẽ kêu nghiệu tao vào chửi mày vì cái tội dám nói tao bê đê. Ủa, nếu mày đâu, cô chửi lẹ đi. À thì đang kiếm chứ không phải từ trên trời rớt xuống đâu. Tao chuẩn bị mấy chai sơn cho nghiệu tao rồi. Người yêu mày với mấy chai sơn liên quan gì đến nhau vậy? Sơn nghiệu tăng đam quýnh mày hộ tao chứ còn sao nữa. Vãi kia xỉu game sơ dùng tăng đêm hả mày? Thế cũng nghĩ ra được, tao chịu mày đấy. Chứ sao nữa. Game là dễ. Ghê trời, bắt đầu như chơi. Bạn hay quá, cho mình chơi cùng nha. Tao giờ đâu một cương vị khác. Nó là một bước tiến nhảy vọt so với tao của 2-3 phút trước đấy. Ghê vậy sao? Thế là sắp mất thằng bạn thân rồi nhỏ. Chỉ có mày là hiểu tao. Thôi, hết trận này tao đi ăn. Mày kiếm người yêu đi nha. Kiếm thành công thì lại có bước tiến nhảy vọt mới rồi đó. Ok thôi, nó sẽ là một bước nhảy vọt tiếp theo của tao.
Thôi tao với anh đây, bye bye. Ok, bye bye mày nha. Thằng bạn mình hợp rồi, chắc mình hợp luôn quá. Chứ đi ghép ngẫu nhiên tí lại thì mình trầm cảm mất. Gặp có 10 đứa như lúc nãy chứ mình bỏ game luôn quá. Phải nghỉ game tình tâm xíu thôi, mà chờ tiếp vậy. Còn bạn thân mình mời làm gì nữa đây? Đừng nói là khoe nhiều nữa nha, hôm nay quá mệt mỏi rồi. Hello mày nha, bật mic lên, tao giới thiệu cho cô người yêu xinh đẹp dễ thương nè, lẹ lên xi. Có chuyện gì thế? Người yêu mày đâu, tao không chơi cùng đi. Mời tao qua đây làm gì? Tao bận rồi, chuẩn bị họp đây. Hello mày nha. Ủa cái tên này, nghe quen quen. Đúng là cô ta rồi, lúc nãy ghép cô duyên gặp là mình tức chết đây mà. Này cô kia, tôi với cô từng gặp nhau rồi đấy, không nhớ tôi là ai à, cái đồ khó ưa kia. Ủa, hai người biết nhau hả? Không, tao chưa gặp phải bao giờ. Cậu xin gì ơi, cậu có nhận nhầm người không vậy? Cái tên rõ ràng như vậy thì nhầm thế nào được? À khoan, cái giọng này với cái giọng khi nãy khác nhau thì phải. À quên, tao bảo Uyên đang chơi ảo tranh nên mày bị nhầm hay gì rồi Si ơi. Uyên hiền lắm, mày hình như chửi lộn người rồi đó. Xin lỗi người ta đi. Ủa vậy hả, cậu cho mình xin lỗi nha. Mình tưởng cậu là cô gái khó ưa khi nãy. Em gái của mình hơi ngang, con bé có nói gì quá đáng, cậu cho mình xin lỗi họ nó nhé. Không sao nữa rồi, hiểu nhầm thôi, tao vào trận nhé. Tao chuẩn bị họp rồi, hôm nay tao xui lắm, chả muốn chơi game nữa. Hey, xin chơi cùng một trận đi rớt, chơi game vui mà. Chơi một trận nữa thôi nhé, vào đi mày. Anh hai Si gọi có việc, Si chèo máy một lúc nha. Ok mày, đi đi, để Uyên lút đồ cho Si nhé. Chắc cô ấy đùa thôi, chứ ai rảnh đâu mà đi lút đồ cho mình. Thôi chèo tí rồi tính tiếp. Cuối cùng cũng xong việc, hay là chưa chết. Ơ kìa, cô ấy ở cạnh bảo vệ mình thật sao? Sao cô ấy đối xử với mình tốt vậy? Si vào game đây rồi hả? Cho đồ Si nè, lấy mà dùng nhé. Cảm ơn cho anh nhiều nha. À nhầm, Si cảm ơn Uyên nhiều nha. Không có gì đâu, việc nên làm thôi nè. Uyên ơi, tí mày về ạc mày đi, chơi ạc em gái bị kêu nhầm tên rồi đó. Tao biết rồi, do nãy tranh vừa ngày tao đi solo nên tao phải chơi tại mạc này á mà. Cô gái này dễ thương quá, mình nhất định phải tán được cô ấy. Vừa hiền còn dễ thương nữa chứ, u mê quá đi mất. Và tí sao rủ cô ấy chơi cùng đây, lâu rồi mình không tán gái, bây giờ thích cô ấy cũng không biết tán sao nữa. Ê người yêu mày đâu Ngọc, nay bày đặt rủ tao chơi game nữa. Bình thường giờ này mày hay bận chơi cùng yêu mày mà. Tao với anh ấy đang cãi nhau mà anh ấy nhắn tin xin lỗi tao rồi, hết trận này tao ra chơi cùng anh ấy. Còn bạn Nguyên gì đó, mày chơi với yêu mày, còn bạn đấy thì sao? Uyên ơi, tí mày chơi với Si nhé. Ủa, sao đẩy qua tao? Mà thôi, tí Uyên ra chơi cùng Si nhé, tao giúp mày thôi nha. Tự vậy sao, mê thì nói, tao chơi với mày lâu như vậy, ai hiểu mày bằng tao. Nói nhỏ thôi. Kiểu Si với. Bình thường, mày bắn ghê lắm mà, nay có gái bắn thì kỳ vậy. Nãy giờ Si bắn cũng hay mà, giờ địch bắn lén rồi. Chưa gì hết, mà đã bắn nhau rồi, tao không muốn ăn cơm chó đâu nha hai đứa bây. Đấy, cho mày nói nhiều nên ngục nữa rồi, mày có tin là tao không cứu mày luôn không? Tao mới cứu mày xong á nha, tình nghĩa bạn bè chắc có bên lâu. Mà Uyên ơi, cẩn thận nha, địch đông lắm đó. Ủa sao mày không dặn tao mà dặn mỗi Uyên vậy, bởi vậy có người yêu là bỏ bạn ngay hả? Mày đừng có nói tào lao, người yêu gì chứ. Mày nói tào lao, Uyên dặn tao là mày không xong với tao đâu đó. À thì người yêu tương lai mày đúng chứ gì. Không phải đâu, chắc là Ngọc giỡn á, Si đừng nghĩ nhiều nha. Si hiểu tính nó mà, Si sợ Uyên khó chịu thôi. Hai đứa bay sợ làm nhau buồn, tao ở trong tem này dư thừa ghê, tí hai đứa bay ra chơi tem 2 đi nha, tha hồ mà thả thính. Uyên ơi, Uyên hết máu rồi kìa, lại đây Si cho Uyên máu nha. Tao không cho tao với. Mày còn đầy máu mà, tham lam vừa thôi. Không cần đâu Si, Uyên còn máu mà. Si cho Uyên thêm nè, giữ lấy mà xài. Tao thì bắn địch, hai đứa bay thì lo nhường nhau máu, coi có tức không. Xuống phụ liền nè, khổ mày ghê á. Anh người yêu nhắm tao nãy giờ, bắn lẹ còn tao với anh yêu của tao. Mấy đứa cứ tình yêu nó hay vậy lắm. Thôi, ta ra nha. Si, mày không tán được Uyên thì không xong với tao đâu. Ủa, gì vậy? Ta ra đây, bye bye. Cái con này, nó hay vậy ghê á. Nó nói chuyện mà có anh nó hiểu. Nè, Si ơi, Si chơi nữa không hay ốp? Nãy Uyên nghe Si bảo hết trận này Si ốp á. Cơ hội như vậy phải nắm bắt thôi. Mình thích cô ấy mà. À, Si hết bận rồi. Uyên chơi với Si một trận nữa nha. Vậy, để Uyên về chính rồi mình chơi tiếp nhá. Ok Uyên, cô gái này dễ thương quá đi mất. Nhất định chơi xong trận này, mình phải tán đổ được cô ấy. Mà không biết cô ấy thích mình không nữa. Cô ấy đúng gu mình luôn, tán không đổ được thì chắc tiếc lắm. À cô ấy xin vào rồi này. Uyên kêu, sao tên này dễ thương như cô ấy vậy. Hello Si nha, Uyên đã trở lại và lợi hại hơn xưa rồi nè. Vào gánh Si top 1 nha. Giữ vậy sao, gánh được Si không đó? Tất nhiên là được rồi, nhưng mà chắc top 1 thì dưới điểm lên đó Si ơi. Si vào trận nha. Ui, sao Si biết Uyên thích chỗ này mà nhảy hay vậy? Tính ra là Uyên đánh dấu chỗ này luôn á. Uyên quên mất, xin lỗi Si nha. Không sao, Uyên thích nơi này, từ nay về sau Si cũng thích khu này. Hả, Si nói gì đấy? À, Si bảo Si cũng thích nơi này ấy mà. Vậy hả, chúng ta có duyên thật đấy. Uyên ơi, ra đây Si cho nắm này. Sao Si không ăn đi, chú Uyên làm gì thế, còn nắm có độc hả? Nắm không có độc đâu mà lo, ai ăn nắm đấy là nhiều Si. Chơi gì kỳ vậy, chẳng khác nào lừa Uyên đâu. Nhưng không sao, cú lừa này chấp nhận. Cảm ơn Si nhiều lắm nha. Có đâu, chuyện nhỏ thôi, miễn Uyên chịu làm y tá cho Si là được. Chuyện nhỏ, Uyên làm y tá thì phải gánh top 1 đấy nhá. Có Uyên làm y tá cho thì 10 cái top 1 cũng được nữa. Sao, thấy con y tá của Si đủ xịn chưa? Giỏi quá, xứng đáng có được Si.
Thôi không thèm đâu nha. Cơ mà ai bảo gánh mình top 1 mà chưa gì đã gục với ta. Lỗi kỹ thuật thôi, bây giờ làm lại nè. Từ bây giờ nếu Uyên gục trước thì kêu Si bằng anh. Ngược lại nếu Si thua thì kêu Uyên bằng chị chứ không. Chơi thì chơi, ai sợ chứ, nhớ nói đi nha. Chốt kèo nha. À thì cũng không nói nhiều, nói thì giữ lấy lời đi. Kêu bằng anh nhanh lên. Thì anh suy được chưa? Cứu lẹ anh đi chứ. Đang cứu này chị ơi, vào hồi sinh chứ có phải xu đâu mà cứu dậy liền. Xin lỗi được chưa? Cô ấy cù tè quá đi mất, hết ván này phải tỏ tình thôi, chứ không lại vụt mất thì tiếc lắm. Cứ thế nói đầm thôi, tôi mà biết anh nói xấu tôi là không xong với tôi rồi đấy nha. Đang được mình hồi sinh mà cứ hù dọa mình là sao ấy nhỉ? Có đâu, tôi chỉ nhắc anh hồi sinh cẩn thận, coi chừng địch bắn thôi, chứ có ý gì đâu. Chọc em thôi, sao mà cuốn lên thế? Anh đúng là đồ đáng ghét, biết chưa? Đã thế thì khỏi cứu nha. Thôi thôi, em đùa đấy, anh cứu em đi nhá. Anh tốt bụng nhất quả đất. Ơ kìa, sao không chạy bo đi cô nương? Quay lại đây làm gì thế? Rồi anh chứ còn sao nữa? Anh chết thì ai gánh em top 1 đây chứ? Thì ra cũng chỉ vì cái top 1 mà quay lại đợi anh sao? Không có, em đợi anh thật. Em nói đùa thôi, chứ ra bo không cẩn thận thì chết cả hai chứ sao top 1 được? Anh phải tin em chứ? Anh hiểu mà, chọc em thôi. Tưởng bị hiểu nhầm, anh làm em hết hồn thật đấy. Cô ấy dễ thương như vậy, không chọc thì hơi phí. Ơ, ai thèm? Tao bo thôi, cô gái nhỏ ơi. Uyên ơi, sẽ có chuyện muốn nói nè, Uyên chuẩn bị tâm lý đi nha. Chuyện gì mà nghe sợ thế, định lừa Uyên nữa hay sao? Đâu có, sẽ chỉ muốn nói thật lòng là Si thích Uyên lắm, Uyên cho Si một cơ hội nha. Dạ, Uyên cũng thích Si nhiều lắm. Ờ hay, cái con này, thấy anh hai vào không biết chào anh hai à? Dạ, em chào anh hai. Ủa, đây là bé Uyên. Anh là anh hai của bé Uyên, chú mày muốn quen em gái anh thì phải qua trình anh. Anh mới tin tưởng cho bé Uyên cho mày bảo vệ. Thôi mà anh hai, em với Si thích nhau thật lòng mà. Với Si bro lắm, không cần phải solo đâu anh. Không sao đâu Uyên, nếu anh hai muốn solo thì solo, cứ tin tưởng ở Si nha. Nghe nhóc này có vẻ mạnh miệng quá đấy, vậy thì là một kèo solo đi. Dạ, và em ra tàu phòng nha anh. Chú em bắn hay phết đấy, thôi anh ra đây. Anh hai không ở lại chơi với bọn em cho vui. Thôi được rồi, cảm ơn em. Anh cho phép em gái anh quen em. Bảo vệ nó thật tốt nghe chưa, đối xử tệ với nó không xong với anh đâu. Dạ, em sẽ bảo vệ Uyên thật tốt. Anh hai ra rồi, khi nãy Si chưa nói hết, Uyên cho Si nói hết nha. Si nói đi, Uyên nghe nè. Uyên đồng ý làm nghiêu Si nha. Si hứa sẽ bảo vệ Uyên thật tốt. Dạ, em đồng ý. Cơ mà thế là có nghiêu rồi sao, bỡ ngỡ quá đi. Anh yêu em lắm. Nè, mai chơi tiếp nha anh, đến giờ em ngủ rồi. Bye bye em yêu nha. Dạ, vâng ạ. Nhớ em yêu quá đi mất, phải mời mấy vào chơi cùng mới được. Hello em yêu của anh nha. Sao cô ấy nay không bật mic nhỉ? Em đang bận gì hả? Anh nhớ em lắm ấy, hôm qua giờ chỉ mong được chơi game cùng bé của anh thôi. Ủa, sao mày ở đây? Còn bạn nam này là ai vậy? Xin tự giới thiệu, tôi là bạn thân của Uyên. Bạn thân á? Sao tôi chưa nghe Uyên nhắc có bao giờ vậy? Uyên nói như bạn thân nam lắm, có gì đâu mà bất ngờ. Mà yêu mày đâu ngầu, sau này chơi với bọn tao vậy? Tao vừa nghĩ yêu tao chia tay rồi, kệ nó đi, đừng nhắc, vào trận đi mày. Uyên ơi, ngồi xuống đây chụm đầu với anh nè. Không biết hôm nay cô ấy bận gì mà không bật mic nữa. Kệ nó đi, mày qua đây chụm đầu với tao nè. Mày bị sao vậy? Tao với mày chỉ là bạn thôi. Mày nói vậy Uyên buồn thì sao? Nó sắp có người yêu mới hay gì rồi, mày quan tâm nó làm gì nữa? Là sao? Mày nói gì vậy? Mày đừng có chia rẽ tình cảm của bọn tao yêu nhau lắm. Uyên sắp là người yêu của tao rồi, mày bớt cái mồm lại đi thằng kia. Uyên ơi, mọi chuyện là thế nào? Em bật mic lên giải thích một câu được không? Bố ta có thèm để ý đến mày đâu, chụm đầu với tao này, kệ nó đi mày. Là sao chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em ơi, lại đây anh cho đồ nè. Mày tỉnh táo lên đi có được không? Nó có thèm quan tâm đến mày đâu, làm vậy chi? Sao mày lấy hết đồ của tao cho cô ấy vậy? Cô ấy gì chứ? Tao nhắc lại, Uyên sắp là người yêu tao rồi, không cần mày nhường đồ cô ấy. Hôm qua chúng ta còn hạnh phúc mà, sao hôm nay em lại đột ngột đối xử với anh như vậy? Ai kêu mày tin người quá làm gì? Ngu thì chịu đi, khóc lóc cái gì? Tao không quan tâm, tránh xa Uyên ra là được. Ý ơi, không sao, về bên tao, còn tao bên mày nè. Mọi chuyện đến bất ngờ quá. Có địch đông quá, em cẩn thận nha Uyên. Nó phản bội mày rồi, mày quan tâm nó chi nữa? Không, tao không tin đâu, cô ấy thương tao lắm, sẽ không phản bội tao đâu. Mày lên chấp nhận đi, người Uyên yêu là tao. Lấy giờ cô ấy phụ mày vậy mà mày không thấy à, hay giả vờ không thấy? Tao muốn nghe chính miệng cô ấy nói, tao không tin là mày nói đâu. Được thôi, chuẩn bị tâm lý đi nhóc à, hết trận này Uyên sẽ chia tay mày thôi. Nó nói thật đi Si, Uyên bảo hết trận này ra chia tay mày. Đừng nắm chìm trong tình yêu ảo tưởng đó nữa, chỉ có tao quan tâm mày thật lòng thôi. Đúng đấy, thứ không thuộc về mày thì đừng cố tranh giành nữa nhóc con. Mọi chuyện là thật sao?
Uyên của anh bắn hay quá, không hổ danh người yêu tương lai của anh. Hiện tại cô ấy là người yêu tao, bọn tao chưa chia tay nên mày cẩn thận lời nói của mày đi. Đi à, kệ đi, trước sau gì mày với Uyên chả chia tay chứ. Ai nói vậy, Uyên nãy giờ chưa lên tiếng thì tụi mày im hết đi. Chờ đi nhóc, chờ Uyên lên tiếng thì thằng dê lệ là mày đấy. Đấy là chuyện của bọn tao, không liên quan đến mày. Chuyện của Uyên cũng là chuyện của tao. Bé Uyên ra chơi team 2 với anh nhá. Tao nhắc lại, Uyên là người yêu của tao, mày hiểu tiếng người không? Thôi đừng cãi nhau nữa, Si ơi quên nó đi, về bên tao nhá. Mày bị làm sao thế? Hôm nay mày cứ kêu tao về bên mày, chúng ta chỉ là bạn thôi, mày hiểu không? Hai người ra đi, tôi cần nói chuyện riêng với Uyên. Ok thôi, kịch vui mới bắt đầu thôi. Uyên ơi, chúng ta nói chuyện một chút được không? Em vẫn nghe nói chứ. Em vẫn nghe đây, có gì anh nói lẹ đi. Mọi chuyện tên kia nói có thật không? Em sắp chia tay anh để quen cậu ta, đúng chứ? Hy vọng em sẽ cho anh câu trả lời mà anh muốn. Họ nói đúng. Mình chia tay đi. Em thật sự xin lỗi anh. Tại sao vậy? Bị lừa dối như một thằng khờ. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Mà thôi, nếu có cho anh chọn lại thì anh vẫn sẽ chọn em. Cô gái đã khiến anh dành hết tình cảm của mình. Anh thật sự rất yêu em. Có lẽ đây là lần cuối anh nói ra. Đang buồn mà thằng em trai còn xin vào làm gì nữa đây? Anh hai ơi, giúp em bị thằng kia này ạp với con bàn rồi. Là sao? Chuyện đó làm sao mà anh giúp được chứ? Để em mời thằng đó vào anh hai nói chuyện giúp em nha. Hu hu, con bàn nội em tâm huyết lắm với cả game em nữa. Mời đi, anh xem sao. Sao? Nghe tìm được người solo thắng tao à? Con. Sao mày lấy quân đoàn của em trai tao? Muốn gì nói luôn. Anh bạn à, mạnh miệng thế. Nếu mà mày solo thắng chùm solo như tao á, thì trả ạp lại cho. Nếu tôi solo thắng cậu, thì cậu sẽ giả là quân đoàn cho em trai tôi, đúng không? Đúng rồi đấy. Nhưng nếu mà mày thua, thiên si của mày cũng phải đưa cho tao. Làm sao đây anh hai? Nếu anh hai thua thì... Không sao, anh nhất định sẽ lấy lại được ạp cho em. Ok, solo thôi. Vậy thì tốt, vào luôn đi nhóc. Thua rồi còn dám xin vào à? Hello anh hai, cảm ơn anh nhiều lắm. Tin nó dư lời trả lại anh cho em rồi nè. Anh có việc rồi, lấy lại được ạc thì chơi đi nha. Giữ cho cẩn thận đấy. Dạ em biết rồi, cảm ơn anh hai. Cũng 2 tuần trôi qua rồi, không biết giờ này cô ấy sống có tốt không. Cái tên này quen quen, ai mời mình đấy nhỉ? Thôi vào xem sao. Hello xin nha, tôi có chuyện quan trọng liên quan đến Uyên muốn nói với cậu. Chuyện liên quan đến Uyên á? Chuyện gì vậy? Nói nhanh đi. Từ từ đã, vô trận rồi tôi nói rõ cho cậu nghe. Có chuyện gì? Cậu gái tôi nghe đi. Uyên có chuyện gì sao? Thật ra từ lúc chia tay cậu đến giờ Uyên không còn chơi game nữa. Cậu không thắc mắc lý do sao Uyên thay đổi hả? Tôi tưởng cô ấy yêu cầu bản thân của cô ấy rồi chứ. Thật ra là do Bảo Ngọc bản thân mày ép Uyên phải rời xa mày. Ngọc nó chia tay người yêu sống thích mày nên Uyên mới... Tại sao Ngọc lại làm như vậy? Rõ ràng là nó giới thiệu cho tao quen Uyên mà. Tại mày đối xử tốt với Uyên, nó lại vừa mới chia tay người yêu nên thấy mày tốt, thích mày, bắt Uyên rời xa mày đấy. Sao không ai nói cho tao biết mọi chuyện sớm hơn vậy? Tao còn yêu cô ấy nhiều lắm, sao lại để cho cô ấy chịu đựng như vậy chứ? Để tao gọi Uyên vô. Tao hy vọng mày có thể đối xử tốt với Uyên. Chứ nhìn nó tội quá. Mày ao đi, mời Uyên vô rồi nói chuyện. Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết. Không có gì, bạn bè tao cũng không muốn thấy Uyên oan ức. Mình phải mời cô ấy vào xin lỗi cô ấy mới được. Mình chết nhầm cô ấy rồi. Anh mày vào đây có chuyện gì vậy? Uyên ơi, cho anh xin lỗi. Anh đã nghe bạn anh nói hết mọi chuyện rồi. Anh xin lỗi vì đã chết nhầm em. Không sao, đó cũng là lỗi của em. Đã không đủ can đảm để bảo vệ tình yêu của mình. Em cho anh một cơ hội nữa được không? Chúng ta làm lại nhé. Chúng ta không thể rời xa nhau. Em yêu anh nhiều lắm. Cảm ơn em, anh yêu em nhiều lắm. Dạ, yêu anh. Rồi, hôm sau thấy phù hợp.